lễ mình máu Thánh Chúa. Khi phải đề cập đến tôn giáo, tín ngưỡng trong giao tiếp, người ta thường ngắn gọn để tránh đụng chạm. Vì tôn giáo được coi là đề tài tế nhị, nhạy cảm. Đạo nào cũng tốt thôi, vì đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Tuyệt vời câu trả lời, và trên cả tuyệt vời kết luận được mọi người đợi chờ. Vì đẹp lòng tất cả, vui lòng tất cả. Thực ra thì tôn giáo không chỉ là chuyện ăn ngay ở lành. Vì đã làm người thì ai cũng được lương tâm mách bảo phải sống nhân đạo, tức sống đạo làm người. Mà đạo làm người ấy chính là làm điều lành, tránh điều ác. Điều gì không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho ai. Các tôn giáo đều bắt đầu từ khởi điểm luân lý tự nhiên này, và từ đó xây dựng toàn bộ hệ thống giáo lý của mình. Lễ mình máu Thánh Chúa cho người môn đệ của Đức Giêsu đi xa, rất xa, không dừng lại ở những đòi buộc của luật tự nhiên như ăn ngay ở lành, nhưng ở lại trong Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Khi đi vào chính sự sống, đời sống của Ngài như tin mừng Gioan đã khẳng định: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Như thế, ở lại trong Đức Giêsu sẽ không là ở lại cho có mặt, ở lại xa xa, ở lại đâu đó, nhưng là ở lại trong tình thương của Ngài, ở giữa trái tim thương xót của Đấng đến để băng bó, chữa lành, ở trong vòng tay bao bọc, che chở, âu yếm, chiều chuộng của người cha bao dung, nhân hậu, ở trên vai người mục tử tốt lành, sẵn sàng hiến mạng sống vì đàn chiên. Nói tắt là ở lại trong tình yêu để yêu và được yêu, ở lại giữa tình yêu để được Thiên Chúa thương xót, và học với Chúa lòng xót thương anh em mình. Và tình yêu ở lại cũng là ở lại trong tình yêu ấy, chính là điểm cốt yếu của đạo mà Đức Kitô đã thiết lập như chính Ngài mặc khải. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Quả thực, Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã và mãi yêu chúng ta bằng tình yêu của Chúa Cha yêu thương Ngài, nên tình yêu ấy không có thể đo lường, vì là tình yêu của chính Thiên Chúa, là tình yêu tuyệt đối. Duy chỉ một mặc khải này thôi cũng đã đủ để chúng ta hạnh phúc khôn tả, vì biết mình được Thiên Chúa yêu bằng chính tình yêu tuyệt đối, vô cùng vô tận của Chúa Cha, nhất là được đi vào và ở lại trong chính nguồn tình yêu là Thiên Chúa. Vì thế, đạo của Đức Kitô hệ tại ở sự hiệp thông trong tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, một mầu nhiệm mà chúng ta không gặp được ở tôn giáo nào ngoài Kitô giáo. Ở đó, Thiên Chúa trở thành con người để con người trở thành Thiên Chúa trong hiệp thông của tình yêu và sự sống. Như Thánh Phaolô đã xác tín: tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi. Nên Kitô giáo vượt xa định nghĩa thông thường của tôn giáo là mối dây liên lạc, nối kết giữa Thượng Đế và con người. Bởi trong Đức Kitô, người tín hữu được tháp nhập vào chính sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi, chứ không chỉ là nối kết liên lạc, hiểu theo nghĩa liên đới bình thường. Và để chứng minh Thiên Chúa muốn nên một với con người trong tình yêu của Ngài, Đức Giêsu đã thực hiện một phép lạ vô cùng kỳ diệu
vĩ đại. Vĩ đại ở sáng kiến mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thực hiện. Kỳ diệu vì phép lạ được thực hiện lên lỉ mọi nơi cho đến tận thế, như lời hứa của Đức Giê-xu: Thầy ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là việc Ngài trong đêm bị nộp đã cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: Chén này là giao ước mới được lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Bí tích Thánh Thể đã hiện thực điều Đức Giê-xu nói với người Do Thái trong hội đường Capernaum trước đó, và đã làm họ tranh luận sôi nổi. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Được thông hiệp vào mầu nhiệm mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta chắc chắn được ở lại trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa Ba Ngôi, được hiệp nhất nên một với Đức Giê-xu, Thiên Chúa làm người, và được sống đời đời trong hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa đã hứa ban. Xin Chúa Giê-xu Thánh Thể đốt nóng trái tim băng giá của chúng con bằng lửa tình yêu của Thánh Thần, để chúng con luôn khao khát rước mình máu Thánh Chúa, hầu được sống chính sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn tình yêu thương xót và hạnh phúc tuyệt đối đời đời. Lời xưa chiều hôm tiếc lễ, biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy máu ta chan hòa, cùng nhau hãy uống. Vì đây máu ta tuôn trào để cứu thế nhân, máu của giáo ước. Đây chính mình thánh ta làm nên bữa ăn nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình. Chiều xưa đôi cao can về xuất thân một mình, Chúa mang khổ hình. Nhìn lên đôi cao đau thương, Chúa treo thập giá khao khát vô bờ. Vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài, giờ đây đã vắng. Vì thương những ai thân tình, Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh. Thank you.
mát đến dự tiệc mời ăn mình máu ngài. Vì thương người đã trao ban để ở cùng ta năm tháng không mai. Người ơi có ai hơn ngài, quá yêu thương người, tình thương vô biên. Mừng vui phút giây êm đềm thờ lạy kính yêu rước mình máu chúa. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền vinh. Người ơi một thân lang thang mắt vương khổ sâu bao ngày tháng buồn. Người ơi một thân sơ xác ôm đau vì bao tội lỗi trong đời. Người ơi hãy đến bên ngài khóc than lỗi lầm tình xưa bội ước. Người ơi đến mau bên ngài tìm lại suối ơn nuôi hồn sinh tươi. Đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền.